tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng chí Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản, được Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng, trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại bộ công thương nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự xử lý kỷ luật đảng hành chính nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu Đồng chí Phan Việt Cường là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở và được ban chấp hành Trung ương Đảng bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo tại địa phương, trên cương vị Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo Tuy nhiên đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều tổ chức đảng đảng viên cấp dưới vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ ủy viên bộ chính trị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Phan Việt Cường, thôi giữ chức vụ ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trần Đức Quận, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh vì những vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm căn cứ quy định của đảng ban chấp hành trung ương đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí trần đức quận và đồng chí nguyễn nhân chiến